nhiều MC ca sĩ nổi tiếng đến khắp mọi miền quê hương Sơn La. Và tôi trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị tiếp theo là có sự hiện diện của ông Cầm Vui đến từ Mường La, và anh Cầm Văn Minh cũng đến từ Mường La, và chị Lò Thị Bánh cũng đến từ Mường La đúng không ạ? Và chị Lò Thị Sơ đến từ Mường La thân thương rất xa nốt ạ. Và anh Lò Văn Tài đến từ huyện Sông Mã thân thương, và chị Lèo Thị Liên đến xã Nậm Ti, Sông Mã của chúng ta.
được sự trọng tuyên bố của đế thành hôn của chú rể nhà Xuân và cô dâu Lò Anh trên pháp chính thức được bắt thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay rất là vui mừng và được kính mời một vị đại diện rất là đặc biệt đến từ xã Trường Phung, huyện Sông Mã của chúng ta, đó chính là chị Vị Thị Khanh. Và ngay sau đây xin mời chị Vị Thị Khanh sẽ có một số đôi lời phát biểu cảm ơn chân thành từ tới toàn thể quý vị đoàn khách trong ngày vui hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Xin chân thành cảm ơn lòng xin có vui mừng và cũng như có bạn đời hơn và lại cho cô chúc lời phát biểu tài hài có nó và hình nhân 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 có vui mừng hết tạm mời sản xuất các buổi đẹp tương lai mà hoa ra mà ấy em có thái tôi ăn tổ chức bằng lò hở cũng như phòng làm hao khăn gì khỏi cò này dẹp tàng nà tăng ngân tai họ cho phép cho mẹ em tin đến tụi con này to con tên là cho mẹ em còn mẹ kia nào ơi khăn gì cò trong cái nam tàu của lòng qua sông bóng hải chú em già các bà hải tái em nay khỏi cho bà cô vào tuổi nước con mẹ nơ mà lại năm chi hi mà ơi thế cò nhắc lại kỳ lại trời hạt tay nào con nào mẹ ấy em còn muốn luôn cùng à còn còn muốn luôn rồi tăng nà buồn tàu hôm nay còn đứng lớn trẻ lại cùng còn sáng ngày kỳ lại trời đem co đem mẹ co đem để hai tàu để giảm bắn lại đây còn làm nằm hàng lắm ta nào con này hướng nam giả kha không làm sản tì cú cho hà tả mai cho sống sức sống ruột của miên trong quán hải chú em già các bài tài em nay nó chú ra mà rào tay thật căng bấm đu cầu hâu cò mà ứ chiếc cỏ dây xem hải chú em già hải tài em nay qua cỏ trắng bón cỏ trắng này hướng nam giả kha qua mà ứ cỏ trắng này giúp cầu vượng hòa giúp ta vượng xài tạ đòi phép vượt tàu cầu vượng công sản sửa hè tất nhà ba lô mẹ tất thầy cỏ trắng tình vị liền mà phải tất này đẹp chua luôn tất này đẹp chụp hải cỏ đẩy tắt này khẩu hút cả mông để cỏ không càng sầu nằm cỏ mẹ tăng vườn
mọi em hãy bắt tay nhau uống rượu cho vui. Tôi xin mời em ạ. Quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin mời đại gia đình của chúng ta và hai em hãy cùng chụp ly. Và quý vị ơi, hôm nay chúng ta đến đây cùng chung một buổi tết chúc mừng tương lai trăm năm hạnh phúc của đoàn thể, tức là trăm năm tình viên mãn và giàu nghĩa thế. Xin mời toàn thể quý vị quan khách khách quý chúng ta hãy rót một ly rượu của mình gần đời cho đời không quý vị ơi. Và chúng ta cùng hô 1, 2, 3 rồi chúc mừng hạnh phúc cho quý vị ơi. Vâng, xin mời toàn thể quý vị ăn bữa sáng sang qua. Hãy cho người ta đi ra cùng mình nghe nào quý vị ơi. Chúng ta lần chuyện ở đây để cùng chung chia buồn với các bạn hạnh phúc của chúng ta. Chúc mừng cho mình quý vị ạ. Vâng, quý vị. Và toàn thể quý vị chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.